Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, liên tiếp các vụ cháy xe máy, ô tô trên địa bàn cả nước khiến dư luận cảm thấy hoang mang. Theo điều tra của các cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là do xăng rởm kém chất lượng. Những cá nhân tổ chức kinh doanh xăng dầu đã có hành vi gian lận ra sao? Những vụ cháy xe diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những câu chuyện sau đây. Trong thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra hàng trăm vụ cháy xe máy và ô tô. Tuy chưa làm chết người, nhưng những vụ cháy xe trên đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và khiến người dân hoang mang. Theo nghiên cứu mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Lọc Hóa Dầu và Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Động cơ Đốt Trong thuộc Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh, xăng dầu không đảm bảo chất lượng hay còn gọi là xăng dỏm là nguyên nhân chủ yếu gây nên những vụ cháy xe trên. Các nhà khoa học thực hiện đề tài nghiên cứu trên cho rằng sự có mặt của ethanol, methanol hay còn gọi là cồn công nghiệp và ngay cả acetone với hàm lượng lớn trong xăng là nguyên nhân gián tiếp gây ra nguy cơ cháy xe. Khi xe sử dụng xăng với hàm lượng các chất trên sẽ làm phân hủy các ống dẫn nhiên liệu. Qua một thời gian sử dụng, các ống dẫn này bị giãn nở, sờ cứng và rò rỉ nhiên liệu. Khi lượng nhiên liệu rò rỉ này gặp nguồn nhiệt lớn sẽ gây cháy xe. Cụ thể, khi methanol chiếm 10% thể tích, áp suất hơi sẽ tăng mạnh, khi đó khả năng rò rỉ lớn hơn xăng thông thường. Đặc biệt, nhiên liệu chứa từ 20 đến 30% methanol cũng có khả năng dẫn điện. Qua các thử nghiệm, kết quả là các mẫu xăng có pha ethanol và methanol có thể cháy ở nhiệt độ lớn hơn 490 độ C. Thậm chí, các chất phụ gia trên có thể làm tăng nhiệt độ thùng xăng, dẫn đến một mức nào đó thì xăng hóa hơi có thể tự cháy trong thùng xăng. Ngoài ra, kết quả thí nghiệm cũng cho thấy việc sử dụng xăng pha methanol hoặc ethanol kém chất lượng sẽ gây ra các vùng nóng cục bộ tại một số vị trí trên thân xe như bình xăng, khoang chứa đồ, v.v. Việc này làm tăng nguy cơ cháy khi nhiên liệu bị rò rỉ và phát ra tia lửa. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu, trong thời gian qua, nước ta đã xảy ra hơn 400 vụ cháy xe. Đặc biệt, số vụ xe cháy năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2010, cả nước đã xảy ra 128 vụ cháy xe. 196 là số vụ cháy xe trong năm 2011. Riêng 3 tháng đầu năm 2012, cả nước đã có 79 vụ cháy xe. Trong số những vụ cháy xe trên, có nhiều vụ cháy xảy ra mà người điều khiển hết sức bất ngờ vì xe đang chạy thử do mới mua. Đó là vụ cháy xe xảy ra vào ngày 1 tháng 9 năm 2011 trên quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm trên, anh Trần Minh Hải, 33 tuổi, trú tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, điều khiển ô tô 7 chỗ, bản kiểm soát 56N9391, lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ khu công nghiệp Tân Tạo về vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân. Khi đến trước số nhà số 1052 quốc lộ 1A, đầu xe của anh bốc lửa cháy lớn. Nhiều người dân sống bên đường dùng nước để dập lửa, tuy nhiên ngọn lửa vẫn bốc cao. Đám cháy chỉ được dập tắt khi nhiều ô tô khác dừng lại dùng bình chữa cháy. Hơn 15 phút ngọn lửa mới được dập tắt. Anh Hải cho biết chiếc xe trên mới mua được 3 ngày. Chiều ngày 1 tháng 9, anh đem xe ra chạy thử thì xảy ra sự cố. Ngoài xe cá nhân, trong thời gian qua cũng có hàng chục vụ cháy xe khách, xe tải gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Vào lúc 2 giờ sáng 27 tháng 10 năm 2011, trên đường Hồ Chí Minh thuộc khu vực đèo Lò Xo, xã Đắc Man, huyện Đắc Lây, Kon Tum, xe khách mang biển kiểm soát 48K0477 do Hồ Minh Phương, 37 tuổi, trú tại thành phố Pleiku, Gia Lai điều khiển, chở 43 hành khách đã bất ngờ bốc cháy. Khi phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội, tài xế đã kịp hô hoán để tất cả hành khách chạy thoát ra ngoài. Mọi người đã dùng nhiều biện pháp để chữa cháy, nhưng đành bất lực
do ngọn lửa quá lớn. Tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng xe khách bị cháy rụi hoàn toàn. Vâng, vì lợi nhuận trước mắt mà không ít kẻ đã trộn methanol, xeton hay ethanol vào xăng dầu để bán cho người dân. Những chất rẻ tiền này được pha quá nhiều vào xăng sẽ làm ảnh hưởng tới máy móc, tăng nhiệt độ trong một số bộ phận của xe máy, ô tô gây chập cháy. Hành vi gian lận gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội qua việc kinh doanh xăng kém chất lượng của một số người sẽ phải trả giá như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Với hành vi gian lận gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội như vậy, nhiều đối tượng đã phải trả giá trước sự nghiêm minh của pháp luật. Ngày 29 tháng 3 năm 2012, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ gần 30.000 lít xăng kém chất lượng tại cây xăng Đồi Nên, xã Vĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Đơn vị này cũng cho biết cả 3 mẫu xăng A92 lấy từ cây xăng này đều không đạt tiêu chuẩn. Qua kết quả giám định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam, 3 mẫu xăng của cửa hàng này có chỉ số octan đều thấp hơn quy định. Hàm lượng octan cụ thể trong các mẫu chỉ đạt 75,5, thậm chí có mẫu chỉ đạt 56,5. Theo tiêu chuẩn với xăng RON 92, chỉ số octan là 92, còn RON 95 là 95. Nếu chỉ số octan trong xăng thấp, có thể ảnh hưởng đến động cơ, làm giảm tuổi thọ xe. Trước đó vào ngày 24 tháng 3, hàng trăm người dân đã mang phương tiện đến bắt đền và tố cáo cây xăng Đồi Nên bán xăng bẩn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong cửa hàng, đồng thời lấy mẫu xăng dầu đưa đi giám định. Nguồn xăng bẩn bước đầu được xác định nhập từ Hà Nội qua một công ty trung gian tại Bắc Giang. Theo người dân, sau khi đổ xăng tại cây xăng Đồi Nên, xe máy, ô tô của họ khi chạy có hiện tượng nóng máy bất thường, máy gằn, giật cục, sau đó chết máy và không khởi động lại được. Một số người dân đã mang xe đi sửa nhưng không tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, khi rút hết toàn bộ lượng xăng mua của cây xăng Đồi Nên, đổ xăng của cây xăng khác vào thì phương tiện hoạt động bình thường. Đáng chú ý, một số người đã thử lấy xăng mua tại cây xăng Đồi Nên đốt thì có khói đen và rất khét. Không chỉ phát hiện những cửa hàng riêng lẻ, trong thời gian qua, người dân và các cơ quan báo chí cũng phát hiện tố giác hàng loạt doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu có hành vi gian lận. Đặc biệt, hành vi rút ruột và pha chế xăng dầu kém chất lượng của các tài xế xe bồn chở xăng cũng bị phát giác. Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện cả một đường dây rút ruột và pha chế xăng dầu tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đúng quy trình vận tải xăng dầu, xe bồn sau khi lấy hàng từ kho phải chở thẳng đến các cây xăng hoặc nhà máy xí nghiệp để bán cho người tiêu dùng. Thế nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, những xe bồn sau khi nhận hàng ở tổng kho xăng dầu Nhà Bè đã rẽ ngang các trạm pha chế bí mật tại các cung đường như Hoàng Quốc Việt, Đạo Trí, Huỳnh Tấn Phát thuộc quận 7. Một đặc điểm chung của những bãi đáp này là rất kín cổng cao tường. Phía trước cũng không hề ghi địa chỉ hay tên doanh nghiệp. Xe bồn ghé vào các điểm tập kết chỉ trong 15 đến 20 phút. Khi xe vào bãi đáp, các đối tượng này nhanh chóng rút khoảng từ 400 đến 500 lít xăng dầu ra các thùng chứa. Sau đó, số xăng dầu bị hụt trong xe bồn sẽ được bù bằng một loại dung dịch thay thế. Toàn bộ quy trình trên diễn ra rất nhanh. Sau khi xe bồn vừa phóng đi, cũng là lúc xuất hiện một lực lượng khác chở lỉnh kỉnh đủ thứ thùng can nhựa. Vài phút sau, các đối tượng này cũng nhanh chóng rời khỏi với những can nhựa đầy ắp xăng dầu. Chỉ tính riêng khu vực Huỳnh Tấn Phát, Hoàng Quốc Việt, Đào Trí, quận 7 đã có hàng chục chuyến xe bồn pha chế mỗi ngày. Vì vậy, trung bình một ngày có đến hàng trăm nghìn lít xăng bẩn được tung ra thị trường, bán hợp pháp tại các cây xăng. Để không bị phát hiện chất lượng xăng dầu kém, các tài xế đã móc nối với nhân viên kiểm hàng tại những cây xăng. Hành vi gian lận này đã đem lại một nguồn thu rất lớn cho các tài xế. Trung bình mỗi xe bồn, các tài xế sẽ cho rút ruột khoảng từ 400 đến 500 lít, thu lợi bất chính từ 7 đến 8 triệu đồng. Trước tình hình trên, Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Chi cục Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra hàng loạt cây xăng trên địa bàn thành phố. Đoàn kiểm tra đã phát hiện 16 trên 32 mẫu xăng được đưa đi thử nghiệm không đạt chất lượng so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đáng lưu ý, kiểm tra 16 mẫu xăng A92
thì có đến 11 mẫu không đạt chất lượng, 10 mẫu xăng A95 thì có đến một nửa không đạt chất lượng. Đoàn kiểm tra khẳng định nhiều cửa hàng xăng dầu công bố bán xăng A92 nhưng thực chất qua thử nghiệm mẫu là xăng A83. Tương tự, bán xăng A95 nhưng chất lượng thực tế thấp hơn mức này khá nhiều. Tình trạng này không phải chỉ diễn ra trong thời gian gần đây mà đã có từ nhiều năm trước. Ngoài việc xử phạt hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành đình chỉ hoạt động và rút giấy phép kinh doanh của 6 doanh nghiệp trong tổng số 11 doanh nghiệp bị phát hiện bán xăng dầu kém chất lượng qua đợt kiểm tra trên. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2011/NĐ-CP vào ngày 16 tháng 11 năm 2011 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu. Theo đó, hành vi này có thể bị cảnh cáo, phạt tiền lên đến 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, tùy theo tính chất mức độ, các tổ chức cá nhân vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Hy vọng với sự nghiêm minh của pháp luật, các hành vi gian lận, pha chế nhằm thay đổi chất lượng xăng dầu để thu lợi bất chính như trên sẽ bị ngăn chặn kịp thời. Bên cạnh đó, khi phát hiện các hành vi trên, người dân cần báo ngay với cơ quan chức năng để có các biện pháp xử lý hiệu quả, đồng thời cũng nên sử dụng xăng dầu tại những cửa hàng uy tín để tránh gặp hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị, không ít kẻ kinh doanh xăng dởm kém chất lượng đã phải trả giá cho hành vi gian lận của mình. Nhiều kẻ đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý hành chính, tịch thu tang vật, đình chỉ hoạt động và rút giấy phép kinh doanh, tước giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu vì tội kinh doanh xăng dầu dởm kém chất lượng. Đây chính là bài học không bao giờ thừa dành cho những người có ý định hoặc đang làm dầu phi pháp bằng con đường pha chế kinh doanh xăng dầu dởm. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Mạnh Tùng rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi đóng góp ý kiến cũng như cung cấp thông tin về tệ nạn xã hội, xin quý vị hãy vui lòng gửi về địa chỉ chương trình Luật Đời Vay Trả, số 4749, số cũ 292, đường Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Email luatdoivaytra@vtc9.vn, số điện thoại 0835178400, đường dây nóng 0913944351. Hẹn gặp lại quý vị vào 8 giờ sáng thứ 7 tuần sau.